Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một cái bộ càng chữ A cỡ nhỏ và trung dành cho dòng xe 4 bánh hoặc là 3 bánh, 2 bánh trước, 1 bánh sau. Hệ thống càng chữ A rất là chất và có cả khung luôn. Anh em về nhà làm khỏi phải chế chiếc gì hết. Giảm xóc, giảm chiếc có luôn. Sau đây mình sẽ lắp ráp để cho anh em cùng tham khảo. Cái loại này thì nó không dùng bạc, nhưng mà ở trong này nó có một cái ống sắt. Nó cũng được coi như một cái bạc. Và khi mình chuyển động ít thì nó cũng rất là êm ái. Đấy, cái ống sắt của nó rất là khít luôn. Đây các bạn có thể để ý này. Cực kỳ khít luôn. Nó nhỏ nhưng có thể nói là cực kỳ chất và có thể làm được cả những cái xe to mà không xi nhê gì hết. Các bạn mua cái này về thì chắc là chỉ có lắp ráp thôi chứ không phải chế cái gì cả. Đây các bạn có thấy dễ không? Như cho trẻ con ăn kẹo vậy thôi. Cái bộ càng chữ A này thì có thể sử dụng được chung với rất nhiều loại bánh đẹp các bạn ạ. Một số bánh có thể sử dụng chung với nó, như bánh này là bánh 135 trên nhân 5 trừ 6.
Bánh này có đường kính là 30 và chiều rộng là 12. Giá là 320.000 đồng một cái. Như bánh này là bánh 100 cũng 13 nhân 5.00 trừ 6. Nhưng mà bản lốp vuông và chiều rộng và đường kính thì cũng thế, 12 nhân với lại 30. Bánh này thì giá là 370.000 đồng một cái. Nếu mà các bạn thích lấy cái dòng bánh to như đường kính 35 và bản rộng là 14 cm thì giá bánh đấy cũng là bánh to mà chỉ có 370 thôi, nhưng mà bánh bản lốp tròn và bánh đường kính 40 nữa cũng đều là lắp vừa vào cái bộ càng này. Để xem mấy cái mẫu bánh ấy thì các bạn có thể xem lại cái video trước mình có làm về cái trục go-kart, thì các bạn xem bốn cái mẫu bánh đấy đều lắp vừa với cái bộ khung này. Bây giờ mình lắp thử một cái mẫu bánh lên cho các bạn coi. Đây các bạn có thể bắt cái rằng lái vào đây hoặc là cái thước lái bắt vào đây. Thì mình sẽ kéo nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.